Và các quý vị, buổi lễ chúng tôi đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta xin kính chúc quý vị hai nhân vật chính cũng là hai nhân vật quan trọng của ngày hôm nay, đó là đôi yêu đương. Xin phép kính mời Thảo Vy và Duy Bảo. Và các quý vị, chúng ta xin mời quý vị hãy dành tặng cho đôi yêu đương đẹp nhất của ngày hôm nay một tràng pháo tay các bạn. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Xin mời đôi yêu đương. Xin mời hai họ an toàn. Xin mời đôi bạn trẻ đi đến từng bàn tiệc để chúc Tết. Xin cảm ơn.